Ông ở đây lâu nè, chưa? Vậy nè, con này giáo khoa không? Thiệt. Không, con này giáo khoa nó không, con này giáo khoa không, con này láo à không? Không. Không, con này láo à. Bị giờ là bị hành nè. Bị hành hả? Ừ. Nè. Hồi đó bị quá trời ông mà muốn nó đọc đổ rồi là có đầy đủ. Ờ. Ok, với Dũng ra nha. Kêu gì? Dũng có chân. Ở bị gì luôn là hơi của quyền của bà, hơi bà Dũng xong mình vậy đó. Nhưng mà tự nhiên sao bà Dũng? Không biết mày. Bà thờ nhiều lắm, nhiều phật lắm. Rồi cái đầu bà cũng như bà cặp với chồng ta hay gì, nghe nói vậy thôi nha. À. Rồi cái đầu người ta mới dục của quyền gì xuống xong đó, chứ mà bệnh gì luôn tới giờ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Và trên cái đoạn đường này đi thì Bùi Hồ và cùng với anh Hoa lại gặp một cái hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và khó khăn cô bác quý anh chị. À, không biết là như thế nào nhưng mà phía bên trước cô bác quý anh chị thấy không? Là một ông cụ là đã rất là lớn tuổi rồi và hiện nay ông vẫn còn đang nấu ăn. Vì đây là một cái tình cờ nên mình sẽ vô đây mình sẽ trò chuyện với ông và trực tiếp hỏi ông về cái hoàn cảnh của ông nha cô bác quý anh chị. À, thấy nấu ăn. Đó, cái trại nè, thấy cái trại không? Con tre. Trại nấu ăn nấu uống. À, con chào ông. Con chào ông. Ông năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Khóa cà phê. À, ông bao nhiêu tuổi rồi? Có vẻ là không nghe rồi. Không nghe ông bị. Đây không? Ở đây không? Ở đây với chân đó không? À, ông sống bằng cái trại này ở đây đây. Ông có vợ không? Không có không. Ông bao nhiêu tuổi? Không có không. Ông không hiểu. À, không hiểu. À, ông đang đang nấu. Pha cà phê uống nè. Nấu nước nè, cái nồi của ông mới còn nóng nè. Đây cái bếp đất. Ờ, à, bếp đất đúng không? Xây một cái bếp đất rất là đẹp. Nhà ông ở đâu ông? Ông ở đây hả? Tối ông ngủ ở đâu? Ông nghe. Ông không nghe. Xin lỗi này. Tối ông ngủ ở đâu không? Cà phê hả? Cà phê. Có vẻ là ông bị. Nghe em ở đâu tới đây vậy? À. Em ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp không? Dạ. Ừ, xuống tới đây nha. Ông ở đây lâu chưa? Vậy nè, con này giáo khoa không? Thiệt. Không, con này giáo khoa nó không, con này giáo khoa không, con này láo à không? Không. Không, con này láo à. Có vẻ là lạ nha. Vậy em cũng láo chút nào kìa hả? Dạ. Cô ở đây con mình nên không? À, con mình nên ở đây hả? Cô ở đây con mình nên nè. Dạ. Dạ. Cô ở đây con mình nên đó không? Không có tóc luôn. Dạ, dạ. Ông bao nhiêu tuổi rồi? À, ông không có ông nào hết trơn á. À, ông có ông cao, ông cao rồi. À, có vẻ là nói thì ông không có hiểu. Chú này bao nhiêu tuổi rồi bác? Đi. Tám mấy. Tám mấy, ông sống đây con mình nên hả? Mình nên nha. Hồi đó giờ luôn. Ồ, rồi tối chưa có làm lộ này nữa. Có đó đường hẻm bên đó. Dạ. Rồi có vợ con gì không? À. À. Chú đó đó. Bà đồng bà. Ủa? Là phụ nữ hả? Nữ. Nữ. Nó nào giờ vậy? Ồ. Từ nãy giờ cứ tưởng nam. Chết thật sự ra thì từ nãy giờ tưởng nam. Nãy giờ tưởng. Vậy đi ruột đó. Chơi ruột hả? Chơi ruột á. Ừ. Nào, đó thứ mười, bả thứ tư. À, dạ. Dạ là gì sống ở trong đây, trong ở nhà đây, ngủ ở đây. Tối ngủ đó đó. À, còn chú là nhà kia. Đây là nhà này nấu ăn nấu uống. Dạ, phải không chú? Cái cô, đó là một người phụ nữ, cô phụ nữ. Phụ nữ. Rồi cái máy đó ai che, cô chú? Bả che. Bả che luôn hả? Bả che, mình đợi bả luôn, trong mình bả che luôn nè. Ô che rất là đẹp luôn á, mình không ngờ là một cô này tự lượm tự che luôn. Ừ, anh là che luôn. Bả rút. À mà em muốn bả đâu qua đâu rất tiếp bả không cho đâu. Dạ. Nhưng mà tại sao là cô không mặc áo? Đừng hồi nào rồi, phải biết nhau. Bị hành nè. Bị hành hả? Ừ. Hồi đó bị quá trời ông mà muốn nó đọc đổ rồi có đầy đủ. Ờ.
Ok, kêu với Dũng ra nha. Kêu gì? Dũng có chờ. Trên Dũng hả? Trên Dũng có bị người ta hành. Vợ bán có thằng ở dưới chứ. Là lúc trước có nhà không chú? Ừ. Lúc trước bà có nhà không? Đúng. Bà có nhà cửa gì không? Đúng. Rồi bà thờ ông thờ Phật tổ ở đâu? Vợ. Lúc trước thờ ở đâu? Vợ. Giờ mới đem thờ. Lúc trước thờ ở nhà đó đó. Nhà bên đây hả? Cái chòi mà bự lắm. Dạ. Ông bác kêu phá nha. Dục hả? Ừ. Rồi bị ta hành. Bị hành đó. Là lâu chưa chú? Lâu. Lúc đó nhiều. Mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi hả? Ừ. Trước đây là bình thường. Ừ. Trước đây bà bình thường. Bà bình thường chứ. Đỡ luôn, đỡ luôn chứ. Bà quậy. Có quậy ai không? Ừ. Có quậy ai không? Ừ. Hả? Năm nay là bà tám mấy rồi. Còn chú là bao nhiêu? Đùi hả? Dạ. Đủi hay vậy? Đủi á. Đủi là 63. 63. Đủi là 63. Nhưng mà cách nhau có mà. Đủi là Lê Văn Mười nè. Lê Văn. Bây giờ chú kể cho con lại cái câu chuyện về của bà mà tại sao dục cái tượng Phật. Ừ. Tại sao bà lại dục cái tượng Phật? Bà cũng đó ban đêm cũng vậy, cũng có niệm Phật. Nhưng mà tại sao bà lại dục cái tượng Phật đi? Tại sao bà tha ra lại bị lời vứt cái tượng Phật mà để bây giờ bị phạt? Còn đêm mà bị hành hắn ta làm không tỉnh. Dạ. Bạn đêm mà hát lắm hát. Tối hả? Ừ. Thôi đấy gắn luôn. Không ngủ luôn. Rồi bà tắm rửa ở đâu? À. Bà tắm rửa ở đâu chú? Tắm rửa chứ xong đây luôn. Ôi. À. Đây là cái nơi mà cái con kinh này, đây là nơi là bà tắm rửa. Đây. Bằng chứng là cái ở đây có một cái nước xà bông nè. Dạ. Bữa nào bà giặt đồ đó. Mới giặt đồ tắm rửa đây. Anh giặt đồ chạy nước phải không? Ừ. Có giặt đồ chạy nước phải không? À, bữa nào không giặt đồ ngay chân đó đó. Nó bằng em có cô không? Dạ, em cô đúng không? Em cô không? Em cô. Ừ. Ừ. Chú có vợ con rồi không, như là con bảo của mình vậy. Dạ. Chú á. Phiêu quá rồi, bà ở luôn, bà không chịu. Nhà của nhà Trịnh Thương đã tắt á. Nhà Trịnh Thương. Không biết mọi cái hoạt động như thế. Có nghĩa là ngày xưa là cách đây mười mấy năm là bà vẫn bình thường. Ừ. Rồi sau đó một lần bà mới dục cái tượng Phật đi. Bị hành. Bị hành dục cái tượng Phật đi. Ờ. Ừ. Đêm nào bà không? Bây giờ còn la không? Còn la luôn hả? Ờ. Bà ngủ ở đâu? Tối bà ngủ ở đâu chú? Đó. Chú dẫn có hai con. Cái gối của bà con rồi đó. Đâu đó. Đây là cái căn nhà có theo Bùi Hồn nghỉ á, của bác quý anh chị. Là rất là lạ luôn khi mà bà thì ở nơi đây nè. Và đây là cái chòi của bà. Nơi đây thì bà dùng để nấu ăn, nấu uống, và bà tắm thì ở dưới nước ở dưới kia. Và đây là cái ngôi nhà nơi bà đang ở nè cô bác quý anh chị. Và mình sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem nha. Nhìn có vẻ rất là sạch và thoáng luôn. Nhưng mà đây cái gối của bà nè. Bà ơi ba. Giờ tôi về. Này cái nào, bà thấy này. Đây là cái gối của bà đây này. Đó cô bác của anh chị thấy không? Ôi. Trời. Ba ơi. Ba. Bà ngủ sao bà vô bà ngủ nằm ngủ con coi coi. Dạ không được phải. Hả? Dạ. Bà vô nằm ngủ cho con coi ơi. Bà vô nằm ngủ cho con coi coi. Bà. Cột vô đây rất là nhà trống bển kêu qua bở mà không chịu. Ồ. Nó qua đó. À ở vậy nè. Đây là bỏ. Rồi người ta có la không? Có la hả? Ba gần thức rồi đó, giấc sáng ha. Cái mà la rồi bắt đầu ba ngủ có. Đi ra ba mua bún bàn, chứ đâu có nấu cơm. Dạ. Thảo ba nó có nấu nấu cơm đâu. Mùa mấy năm nay không có nấu cơm ăn. Chú ăn cái gì chú? Dạ. Không nấu cơm ăn cái gì? Mua bún đồ ăn gì rồi? Nồi cháo đó, Việt á, ngồi. Mưa này tạt sao chú? Không có đâu động. Mưa này tạt rồi sao? Không tạt. Ô bằng những cái cây tạm bợ nè. Cô bác anh chị thấy không? Nhưng mà cái cây này trồng này nó che đây ánh mát bóng mát ở đây.
Ở đây là cái không gian của bà rất là sạch luôn. Nhưng mà mình không hiểu sao tại sao dưới một cái mái che như thế này mà bà có thể mà sống được và sinh hoạt rất là sạch sẽ luôn. Đây là cái nơi nấu nướng của bà. Người ta chắc có lẽ là nơi đây người ta sẽ cho cà phê nè. Đó, bà uống. Thật ra thì rất là bất ngờ. Đó, đây là những cái đồ bà treo. Khi mà mình nghĩ mình với lại anh Hoa Lệ thì cứ nghĩ là bà là một người đàn ông. À, từ nào giờ cũng có vậy á. Năm nay nữa ba mươi mấy năm rồi đó. Ở mình nên vậy à? Thôi gì? Dạ. Chú là thôi gì? Thôi đi. Trước đây là bà ở đâu chú? Ở đây. Ở đây luôn. Con dưới có cái chòi. Rồi sao gòn lại lên rồi bắt đầu con mới che trùm bà ở. Kêu bà về bà ở không được. Đó nhà trống lắm vậy đó. Nhà nước, nhà tình thương mà. Là bà bị hành hả? Bị hành hả? Ừ. Bị thợ của quyền nữa người dùng. Dùng thì mới bị hành hả? Dục bằng thợ của quyền hả? Ừ. Dục bằng của quyền đồ của bà có hết chứ. Dạ. Dục cứ của quyền đồ quả có láng hết chứ. Ừ. Bà thợ á. Ừ. Nhưng mà dục. Nhưng mà tại sao bà dục ha? Ờ. Tưởng anh bà dục anh quá. Nhưng mà tại sao bà dục? Ai biết. Tao cũng không nghĩ nó dục quá. Lúc đó giờ bà bài mắc mớ hay la gậy bà đâu. Bà dục ở đâu? Ừ. Bà dục ở đâu? Dục dưới sông. Dục dưới sông hả? Chỗ nào chú? Chú biết không? Ừ. Chú biết chỗ nào không? Không biết. Không biết hả? Bao lâu cũng là cái hành trang này bà dục chỗ nào rồi. Bà dục ở dưới này sông này đó hả? Ờ. À, nơi đây là bà dục bằng thờ của quyền. Rồi lúc trước là nhưng mà đồng phúc này là không biết đúng không? Ừ. Hồi đó dựng con ruốc ở đây cả trời. Chứ đâu phải cái trong như vậy. Bà thờ nhiều lắm hả? Ừ. Một người của quyền. Bà quan âm đồ có cha. Bà quan âm đồ có chứ. Của quyền mà. Sao chú không la bà? À, bà. À. Sao chú không la bà? Lại rồi là vậy hả? Ràng cho bà quýnh vậy. Bà quánh hả? Ừ. Bà trái cờ trạo. Dạ. Bà hồi đó là võ ở ngoài rừng thơ. Bà là có võ hả? Ừ. Võ Thái Lan á. Nói cho biết. Ghê chưa? Bà học võ Thái Lan hả? Ừ. Nước giờ là không có cho tiền mà hàng ngàn. Có cho tiền bà hả? Ừ. Hết trơn cái trồng qua bông này nè. Tới cuốc một lần. Rồi tới cuốc nói chết rau không mừng. Không mừng cỏ ăn nè. Bởi vậy giờ đường đóng đổng dân lắm. Bá mừng đẹp ghê ha. Bá mừng nó mất ăn mừng cỏ đồ được. Còn chú bây giờ nó có đi lao động gì đâu được. Đi đâu có nổi. Là trước đây là bà bình thường hả chú? Bình thường. Mà nhưng mà từ nhỏ đó, cấp đó tới giờ đó. Bà dục bà nợ của huyện bà dục. Nhưng mà từ nhỏ là hành bá. Là có chồng không? Không. Từ nào giờ? Không có chồng. Không có chồng luôn? Không. Nó tám mấy đủ rồi. Không có chồng con gì rồi. Rồi hàng ngày bà làm gì để có tiền nha? Nhà nước nó cấp nó cho. Nhà nước cho hả? Ừ. Bà có tiền hàng tháng. Bà hàng có chịu. Bà cũng không đâu có nấu cơm đâu. Dạ. Tao bên Nguyễn cũng không có nấu cơm nữa. Là có hai anh em ruột à? Hai chị em. Hai chị em ruột. Ừ. Chú là năm nay nhiêu rồi? 63. Ừ. Tuổi tí. Bà đây nhà nước, chú là nhà nước cất cho còn bà là không chịu hả? Ừ. Bà không chịu ở trong nhà. Nhà nước đâu có bà cái nhà trên thương nhà nhỏ trời cho bà ở. Bà không chịu. Tao vẫn đang nghe tâm gì bà ở. Trước đây là bà thờ của quyền ở đâu? Ở chỗ nào? Ở chân đây nè. Ở chân đó luôn hả? Ừ. Bây giờ bà còn cúng bái gì không chú? Cũng có. Đó chú bị. Bà... Bây giờ bà còn thờ không? Không thờ, không thấy nữa. Không
chỗ đâu ra. Có tàu rồi rồi chở ông bên đó bên tàu ông bà cha mẹ đâu. Cái tàu nào ngu đi chơi với đặng nào không về ai vậy. Hai chị em ruột ba mẹ chú còn không? Mất hết hả? Ừ. Ba mẹ chú mất hết rồi. Chú có vợ không? Chú ba mấy năm rồi. Không có vợ ba mấy năm. Thôi ba mấy năm. Nhưng mà bà cạo đầu hay là tóc bà vậy? Mày chơi lũ tơi lũ tối ngày. Má làm cái nhà này phải sửa hoài. Cái cây này cây kia đồ cắt vô. Ủa vô. Bà bị lãng tay hả chú? Hả? Bà bị lãng tay hả? Ờ. Mấy nhỏ ăn nghe đâu. Ờ. Ra cũng lãng tay mà đang lãng. Đây mình gặp cái cô này đi đường, bây giờ mình sẽ hỏi cô này về cái hoàn cảnh cô. Hả? Cô biết cái cô mình đó không? À, con của ông Mười, con chị của ông Mười là bà già mất rồi. Bà già mất cũng 2 năm nay rồi. Mất rồi chôn ở đâu? Chôn ở đâu con thằng ông ngoài kêu quịt nốt việc gì xa lắm rồi. Nhưng mà con nghe nói chú đó nói á là chị của chú là bị hành hả cô? Ừ. Là sao cô kể nha. Hành từ hồi đó tới giờ luôn. Mấy chú? Cái dạng mà phải từ hồi 16 tuổi đến bây giờ bả 21 30 gì rồi. Bả 30 tuổi là cái dạng là biết đúng tay hồi xưa hồi nhỏ lớn luôn á rồi tới giờ luôn á, cái dạng khùng mà không có khùng hơi cái dạng bả quái đó hơi điếc đó. Nhưng mà nghe nói bà là bị có dục bàn thờ cũ quyền có không? Có, bây giờ dục lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Nhưng mà lúc đó bà còn tỉnh không? Hết rồi, hết tỉnh nổi rồi, mất nhiều. Cái này con đi quay con làm gì vậy? Dạ, làm gì? Nhưng mà cô cho con hỏi nè, là trước đây bà không có chồng con gì luôn? Không. Mà từ hồi đó tới giờ 16, 17 tuổi là bà bị vậy luôn hay sao? Ừ, bà bị gì luôn là hơi của quyền của bà, hơi bà dục cái xong mình vậy đó. Nhưng mà tự nhiên sao bà dục? Không biết này sao mà cái tánh hình như bà muốn bưng rồi bà dục chứ không ai làm gì bà hết trơn á. Mà bà dục là bà lúc đó là bà dục là bà còn trẻ hay là bà già? Bà cũng còn lớn tuổi, còn nhỏ, còn lớn tuổi, bà lớn tuổi là bà dục. Ờ. Ừ. Dục càng ngày càng nặng hơn hả? Ừ, bây giờ bà mới nặng nhiều. Bà không có mặc đồ hả cô? Ở trần vậy đó, bận quần xe lõn vậy thôi á. Ở trần mấy chục năm nay vậy? Ừ, ừ, vậy đó. Chớ nhưng mà ăn gì? Uống thì sao thì? Ăn uống thì bà cũng nấu mười gì đó. Ừ. Ừ. Kỳ lão ha. Ừ. Nhưng mà ý là không làm thì là lấy tiền ra mua sắm mấy cái. Mà nhà nước nuôi. À vậy hả? Ừ. Nhà nước một tháng cấp dưỡng cho bà con nhiêu nhiêu đó. Ừ. À. Bà ăn vậy đó. Ai thương bà thì nghĩ cho gạo, cho này, cho nọ rồi đó. Kỳ lão ha. Ừ. Chào cô ha, chúc cô sức khỏe ha. Vậy là lâu lắm hả cô? Lâu rồi, mười mấy năm rồi. Cái đầu phải mới đây. Nhưng mà nhà này cũng mười mấy năm luôn ha. Ờ. Ồ. Ờ, cảm ơn cô ha. Thưa cô bác quý anh chị, theo chia sẻ thì sau khi mà mình với lại anh Hoa Lệ xác minh được rằng á, thì cô và chú đây là hai anh em ruột và nhà nước vẫn quan tâm và cất cho chú một cái căn nhà tình thương như thế này. Nhưng mà không hiểu tại sao thì cô vẫn không chịu ở những cái ngôi nhà tình thương. Và cô cứ ở trong một cái chòi lá như thế này. Và phía trước cô bác quý anh chị thấy là một cái căn chòi, một nơi ngủ và một nơi để cho cô nấu ăn nấu uống. Cứ ngỡ rằng là hai anh em cứ ngỡ rằng đây là một chú và cứ kêu là bằng chú suốt. Nhưng mà qua chia sẻ của em của cô á thì mới biết là cô là một người phụ nữ, cô bác quý anh chị, và cứ tối ngày là ở trần và mặc quần lửng như thế này. Theo chia sẻ của chú thì để khi mà cô bị như thế này là do cô ném bàn thờ, dục bàn thờ của quyền xuống sông và từ đó là cô bị hành. Và đến thời điểm bây giờ thì coi như là cô làm sống như cảnh là chòi lá và nền đất như thế này. Mặc dù là có nhà cao hoặc là nhà im ấm thì cô vẫn không chịu ở. Và phía trước hình ảnh cô bác quý anh chị thấy đó là cô vẫn đang không biết là như thế nào mà cái việc của cô làm là vẫn đang sửa cái nơi ngủ của mình. Và thấy cả luôn là những cái ở đây không có một cái cọng gác nào hết trơn à. Cái sửa à. Chào cô nha. Cái chữ là ở cái mặn vậy giờ. Dạ. Nó hư chữa là ở không? Hư sửa là ở thôi.
Nhìn cái cảnh này mà em tưởng chẳng khác nào những cái người mà dân tộc ở bên một cái dân tộc tự ít người nào đó. Đó, gặp như thế này nè. Con chào bà anh về nha. Sẽ hỏi mua được mía và chắc có lẽ là hỏi cái cô này sẽ biết hơn. Chị bán nước ướp lạnh hả? Nước mía luôn. Anh Hoa uống gì? Ờ. À, bán nước suối hả cô? Cho con hai chai nước suối đi. Cô chị cho em hỏi là cái cô bên đó là sao chị? À, cô bị bệnh á. Ừ. Bà hồi đó thì không có bệnh mà sao bây giờ đỡ rồi đó, lúc trước ở chuồng ở chằng không hả? Ừ. Thì cái bà như không gì bị bệnh gì bà ở che cho ở. Còn cái ông đó thì em bà em cứ mừ. Bà ai cho gì ăn đó. Nhưng mà em có nghe một cái câu chuyện rằng là bà là trước đây bình thường. Ừ. Nhưng mà sau này thì bà dục cái bàn thờ của quyền xuống sông thì mới bị có không? Có. Nghe nói vậy đó. Rồi cô thì nó ngay cô thì ông chồng cô của cô ổng nói vậy đó. Cô thì cũng mới về đây mấy năm hả? Ừ. Thì nghe nói là hồi đó bà cũng như bà thờ nhiều lắm, nhiều Phật lắm. Rồi cái đầu bà cũng như bà cặp với chồng ta hay gì, nghe nói vậy thôi nha. À. Thì cái đầu người ta mới dục của quyền xuống sông đó, cái là bệnh vậy luôn tới giờ đó. Có nghĩa là bà là một người con gái. Ừ. Bà ở với chồng người ta. Ừ. Nhưng mà trong nhà trước đây là cái trại của bà giống vậy không? Hồi đó thì bự hơn. Ừ. Mà nghe kể vậy đó chứ cô cũng không gành. Ừ. Đó. Thì cô về đây thì lúc về đây thì bà bệnh nặng lắm. Bà ở chuồng ở chằng bà đi không vậy đó. Thì ai cho gì ăn đó vậy đó. Rồi bây giờ thì bà đỡ dữ rồi. Nhưng mà bà cũng người ta cũng cho bà ăn không hà. Nhưng mà bà có quậy phá gì ai không? Không, không quậy phá gì ai chứ. Nghe nói hàng đêm là tối là bà thường la hả? Cũng như bà ho rồi bà mệt rồi cái đầu bà làm như bệnh hay sao á. Rồi lâu lâu có bà dậy bà xỉu rồi cái bà tỉnh gì đó. Ừ. Chứ sống mình ơn vậy đó. Cũng có dòng họ, cũng có chị em đó mà chị em ở đâu không biết nữa. Là ở đây lâu chưa? Ở đây lâu dữ lắm rồi, hồi cô mới mà lấy chồng về đây là cô mới lấy chồng về đây là bà có ở đây rồi đó. Mà lúc đó thì bà chưa có bệnh. Rồi đầu cô mới lên thành phố làm mười mấy năm mà về là thấy bà bệnh vậy đó. Vậy là xác minh là cái vụ mà ném bàn thờ của quyền xuống sông bị bệnh là có thật. Ừ, nghe người ta nói vậy đó. Thì sao không biết. Đi ngang thì gặp cái trại thì thấy nấu ăn rất là tội nghiệp và muốn ghé ngang để giúp đỡ. Bà có biết tiền gì không? Biết tiền. Ừ, biết tiền lắm. Bà qua đây nè, bà phải tự làm trưa cái làm nước cho bà uống đó. Ừ. Cho bà bánh trái này kia ăn đó. Cái bữa đó bà xách qua bà nói thôi bán bà 10 ngàn đi cho hoài à. Bà nói ừ, cái bà đưa 20 ngàn cái đầu bà kêu thối lại bà 10 ngàn. Mà thối lộn bữa đó bà mua cái gì nè mà thối lộn 2 ngàn bà nói liền đó, bà biết hết trơn. Ừ. À cái đầu cho bà hoài cái là thôi bán đâu 10 ngàn đi đừng có cho hoài, bà nói vậy nè. Đó là hôm nay có người ta cho tiền rồi cho bà lấy tiền đi, lấy 10 ngàn đi, cái không lấy bà nhét cái túi 10 ngàn vậy đó. Rồi cái đầu mình nhét tờ 20 ngàn nha, cái bà tưởng đâu tờ 10 ngàn mình cũng coi, bà thối đi tao nhét cái 20 ngàn biết hết trơn. Vậy là bà không phải là một người bị bệnh về tâm thần mà có thể là bà bị bệnh về tâm linh. Ừ, chắc đúng không? Quá. Ừ, chắc quá. Và chú đó cũng chia sẻ là chị của chú đang bị hành. Chú đó là em trai của ổng, em trai của bả chứ. Ừ. Em thứ 10. Trời, chị còn nhầm lẫn giữa ổng với bả. Ừ. À, bả là thứ 4, còn ổng là thứ 10. À. Còn cái ông này thì nó ngay ổng có bệnh hoạn gì hết trơn á. Nhưng mà điều ổng uống rượu sáng đêm tối ngày vậy đó mà không có làm gì hết trơn. Thằng men hả? Ừ. Bơm không nhau. Có làm gì hết. Cứ đi xin người này người kia rồi nọ xin dí hả. Ừ. Cơm thì qua đây xin, bữa nào cũng qua đây xin hết trơn á. Tôi em muốn xác thực cái thông tin là rằng là bà có phải là do ném chủ quyền xuống sông bị vậy hay không? Vậy nghe người ta nói vậy đó. Là vòng ai cũng nói vậy đó. Ai cũng nói vậy đó. Mà mình thì mình không thấy sự thật nhưng mà điều người ta nói vậy đó. Ừ. Giờ phần tâm linh phải nói ghê gớm với anh Hoa ha. Rồi cảm ơn chị, lấy cho em hai chai nước suối đi để thôi kêu ra phẫu.
thì chắc có lẽ là dạ ông đó ông nhậu dữ lắm hả, sáng đêm luôn 3 giờ sáng mà thấy là ông nhậu chắc có đó. Chắc có lẽ đây là một sự thật ở cô bác anh chị. Nhiêu cho nhiêu chị? 12 lần. Rồi. Rồi em cảm ơn nha. Thưa cô bác quý anh chị, nói về cái phương diện mà tâm linh đó thì vẫn đang tồn tại hiện hữu nhưng mà mình thì không bao giờ mình thấy được. Và đây là một cái câu chuyện điển hình về một cái thế giới tâm linh. Mà trong đó thì những người mà gọi là phỉ báng về tâm linh, những người không tin tưởng về tâm linh có thể mang những cái hậu quả rất là nặng nề. Và đặc biệt đây là trường hợp của cô này. Theo chia sẻ những người hàng xóm ở đây thì người ta cứ nói là rằng là vì cô ném bàn thờ của quyền và tượng Phật xuống sông và cô phải hứng chịu cái hậu quả là bị hành như thế. Và thật thương như thế nào thì đó vẫn là một cái câu chuyện. Nhưng mà về góc độ nào đó thì mình vẫn thông cảm với cô, một người đã lớn tuổi nhưng mà cô vẫn sống ở đây và đặc biệt là không quậy phá gì ai. Nhưng mà rất là khó khăn luôn cô bác quý anh chị. Mình cũng không biết nói như thế nào cho cô bác quý anh chị rõ nữa. Mình thì thử cho bà 100 ngàn nữa các bạn. Cô có nhận không nha? Để trước khi ra về. Cô ơi, cô ơi, cho tiền nè. Dạ dạ rồi, chào cô nha. Dạ chào cô bác quý anh chị luôn nha.